Chào các bạn ha. Video này mình sẽ tiếp tục cái bài thi tay nghề hôm trước ha. Thì hôm trước mình đã làm xong cái chi tiết đầu tiên. Đây, mình đã vẽ dựng xong cái chi tiết này. Thì bạn nào mà chưa hoàn thành cái chi tiết này hoặc là các bạn có thể xem lại cái video trước ha. Đấy, để mà làm cái chi tiết này. Rồi, hôm nay thì khi mà các bạn dựng xong được cái chi tiết này á thì những cái chi tiết sau các bạn sẽ vẽ rất là nhanh thôi. Rồi. Thì hai chi tiết giữa này khá đơn giản, các bạn tự làm ha. Thì ở video này mình sẽ làm cái chi tiết cuối cùng nè. Thì ở đây mà các bạn đã dựng được cái chi tiết đầu tiên rồi á, thì chi tiết ở phần cuối này thì các bạn dựng dễ dàng ha. Nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ thêm một số cái ở cái phần này, làm sao mà để mình tiết kiệm thời gian nhất khi mà đã làm được cái chi tiết đầu tiên rồi. Có những thứ nào mà mình có thể lấy xuống nhanh, mình sẽ lấy ha, không cần phải vẽ lại hết ha. Rồi thì, ok, thì những bạn nào mà vẽ rồi á thì các bạn xem cái cách của mình có nhanh hơn cách của bạn không ha, để mà mình tối ưu cái bước vẽ của mình. Còn những bạn nào chưa thì các bạn có thể xem video này ha. Ok, mình sẽ bắt đầu. Rồi, cái bài này mình sẽ giữ ở đây. Để mà xíu nữa mình lấy một số cái dữ kiện ở đây ha. Mình mở bản vẽ mới lên. Thì với cái bản vẽ mới này, mình sẽ dựng cái chiếc này đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn xem. Trước khi vẽ các bạn cũng phân tích như là cái video trước ha. Thì video trước mình cũng đã phân tích là xem mình dựng cái khối nào trước. Mình chia ra từng khối ha. Mình dựng theo từng cái thứ tự mà mình suy nghĩ, nó sẽ nhanh hơn là các bạn vẽ bừa ha. Các bạn nhìn vào thấy cái gì đơn giản các bạn vẽ trước thì chưa suy nghĩ được cái hướng tiếp theo thì nó sẽ khó ha. Thì cũng tương tự, cái chi tiết này thì đơn giản hơn chi tiết trên. Mình cũng phân tích như sau. Ở đây các bạn thấy nó có một cái cung là cái phi 128 này. Đấy, nó sẽ kéo khối là 3 ly và một cái phần ở trong đây nó kéo lên là 40 ly, tổng cái chiều cao của nó là 43 nè. Thì cái phần này nó kéo lên 40 ly á, nó chính là cái biên dạng này. Đấy. Chúng ta thấy cái biên dạng ở biên dạng này. Đó, luôn cả cái biên dạng mặt đầu này. Nó giống ở cái phần trên đây. Đấy, nó kiểu như là nó là hai cái chi tiết mà để ghép với nhau á. Hôm trước mình cũng đã phân tích rồi. Thì khi mà nó có cái hình dạng nó giống như nhau á thì kích thước nó sẽ không cho đầy đủ. Đó, nó cho các bạn suy ra từ hai hình ha. Không cho đầy đủ, ok. Và ở đây các bạn thấy cái phần này nè, cái phần này với cái bài video trước mình đã tách nó ra làm hai khối riêng do cái biên dạng mà nó ở trước đó nó khác nhau nè. Biên dạng của khối này nó có thêm cái phần này, còn ở cái phần dưới đây thì khi các bạn nhìn chiếu bằng nè, biên dạng nó là nó chỉ ở trước lên một cái khối vuông vức thôi, nên là mình sẽ ghép nó luôn với lại khối này mình ở trước lên một lần. Đấy, nó khác cái chỗ đó. Rồi sau khi mà ở trước được hai khối này rồi, chúng ta thấy nó có thêm là hai cái bậc 2 ly và cái bậc 6 ly này đó, cái R47 và cái R44.5. Đấy, bước tiếp theo. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta thấy ở cái phần giữa này nó revolve theo cái biên dạng này. Ok, rồi cuối cùng là đấy, nó cắt theo cái chưa phải bước cuối ha. Các bạn phải cắt ra được cái biên dạng này. Sau đó rồi ở đây nó sẽ có một cái đường nét gì đây. Đấy, và ở đây nó extrude, nó cắt xuống một cái phần nào đó. Rồi, tiếp theo là ta vẽ hai cái biên dạng này. Và khoan là cái bước cuối cùng. Đấy, đó là cái hướng mà mình sẽ vẽ. Ok. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái bề mặt, mình sẽ chọn cái mặt mặt tớp ha. Mình chọn mặt tớp hoặc là mặt front cũng được. Mình sẽ chọn mặt tớp để mà dựng cái phi 128 này ha. Rồi chọn cái mặt tớp nè, tạo sketch. Đây, những cái kéo chuột thì các bạn tự biết ha. Mình đã hướng dẫn rồi, trong 28 ha, các bạn kéo chuột để mà chọn lệnh cho nó nhanh ha. Ok, cái 128 này thì ở đây nó có một cái cung, nó khuyết vô là 37.72. Hai tâm này cùng nhau ha. Và khoảng cách từ cái điểm tiếp tuyến này tới cái tâm này là 58.1. Ok, chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn nó khuyết lên đây. Rồi chúng ta trim đi. Ta cho hai cái ta đè cung tròn nè, chọn hai cái tâm này cho nó thẳng đứng nè. Sau đó ta điểm kích thước, chọn cái lệnh điểm nè, ta đè nút shift ha, ta đè nút shift, ta chọn cái cung này và ta chọn cái điểm này là nó sẽ bắt tiếp tuyến để nó đo ha. Ở đây là 58.1. À đúng không? 58 đúng rồi. 58.1. Ok, rồi cung này sẽ là 35.72. Ok. Chọn cái màu khác cho nó dễ nhìn ha. Ok. Rồi, tiếp theo. Cái biên dạng này nó cái biên dạng phi 128 này, nó không phải là một cái cung tròn, không phải là một cái đường tròn không ha. Ở đây các bạn chú ý là nó có thêm, khi mà lên tới vị trí này á, nó bị giới hạn bởi cái mặt đầu này. Nên là mình sẽ giới hạn nó theo luôn. Thì cái mặt đầu này là từ cái mặt này xuống cái tâm này á, là cái hình trên nó đã ghi.
nó đã đi với thước rồi, mình đã suy ra được rồi, đó là 49 với lại cái chính ly nè. Đó, thì khi do mình tách ra hai video nên các bạn có khi là các bạn quên, thì khi mà các bạn vẽ chung một cái bài thi á thì các bạn sẽ nhớ, là mới vừa vẽ trên đây xuống đây á, thì sẽ nhớ ra ngay thôi, đó là 50 58 ha, khoảng cách từ cái mặt này tới cái tâm này là 58. Ok, mình sẽ dựng một cái đường đường thẳng nằm ngang nè, rồi mình trim bỏ đi khúc này đi, rồi mình lấy cái tâm, chọn cái tâm đó nè, với cái tâm này cho nó nằm trên một cái đường thẳng, rồi khoảng cách từ tâm này cho tới cái đường này là 50 cho đường 58. Rồi ok. À, sau đó chúng ta sẽ rút lên là 3 ly ha. Bấm phím S thoát khỏi sketch này, chọn phím S tiếp, chọn extrude này. Chúng ta sẽ rút lên là 3 ly. Ok. Rồi, tiếp theo ta sẽ vẽ cái biên dạng này để mà tải trút lên cái 43. Thì với cái biên dạng này chúng ta để ý là nó sẽ trút nè, ta thấy nó trút từ cái mặt dưới đây đó, từ cái mặt bên kia nó trút lên đây ha, là nó trút lên 43. Nếu mà các bạn dùng cái mặt ở trên đây để mà trút lên 40 á, thì nó sẽ bị mất cái phần của cái khối này, nên là các bạn chọn ở dưới đây luôn ha. Thì chúng ta thấy ở đây cái biên dạng này ở trên, ở cái chi tiết trước thì chúng ta đã vẽ rồi, thì ở đây ta chọn lại cái này đi. Ở đây ta sẽ không chọn cái mặt này để tạo sketch, mà ta chọn cái mặt dưới nè, chọn mặt dưới tạo sketch để mà mình kéo lên 43 luôn. Rồi nó như sau. Rồi với cái chi tiết mình đã vẽ rồi, mình đã dựng rồi, đây ta có cái biên dạng sẵn rồi đó, có biên dạng sẵn rồi, thì chúng ta nên copy từ cái biên dạng này qua, không cần phải vẽ lại lại tốn thời gian ha. Đó, trong một cái bài thi làm nhanh nhất có thể. Đây cái sketch này, đó là cái biên dạng này không còn. Rồi ta sẽ edit sketch nó. Đây chúng ta sẽ trải ra. Ở đây chúng ta sẽ copy cái phần nào cần thiết ha. Đây ta copy cái đối tượng này. Rồi Ctrl C này. À, thoát khỏi sketch. Đóng này lại, mở cái bản vẽ kia lên. Rồi với cái vị trí này thì khi mà ta bắt qua Ctrl V thì nó sẽ không nằm đúng cái vị trí của chúng ta, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là qua cái sketch này, dùng cái lệnh là move ha, move, chọn từ cái tâm này, ta kéo về cái tâm này. À, ta xem lại ở đây chúng ta để ý ha, mấy cái bốn cái cung tròn này, bốn cái đường tròn này là nó quay về hướng còn lại này, nó đang quay ngược hướng nè. Chúng ta sẽ bôi đen hết, ta chọn mirror và ta chọn là xóa cái, bỏ cái tích copy này đi, chọn cái tâm tâm mirror là cái tâm này, list, ok, đấy là nó sẽ đảo ngược hướng lại. Rồi khi mà nó đảo ngược hướng lại rồi thì chúng ta sẽ fit nè, bôi đen đó ha, chúng ta fit ở đây, chúng ta nên fit lại, đừng có xóa luôn hai cái đường này đi, nó không cần thiết khi mà mình đi không có đi kích thước ha, mình fit lại nè. Ok, những cái nào mà nó còn xanh thì mình cho nó liên kết lại với nhau. Ok, để em ràng buộc tất cả thì mình cứ cho nó liên kết với lại hàng nào đó là nó sẽ fit lại hết. Rồi sau khi liên kết xong, chúng ta thấy ta vẽ thêm cái biên dạng này luôn ha. Thì cái biên dạng này là 68 nè, hai cái đường này là hai đường này vẽ thẳng xuống luôn. Ok. Nào, giới hạn ở cái đường này đúng không? À, đây, chúng ta sẽ chọn midpoint nè. Từ cái tâm này ra đây là 68. 68 à. Rồi, cho cái tâm này với lại cái tâm này nó thẳng một đường thẳng nè. Rồi nó chưa có nằm nè, chọn đèn tròn ha, chọn hai đường này cho nó cùng phương nha. Sau đó từ đây ta vẽ. Đấy, ta vẽ song song vào ha. Ok, ta sẽ trim đi cái đoạn này. Đấy. Rồi, khúc này ta vẽ hai cung như cái bài trước, đây là cái phi phi 13 ha. Phi 13, cái bài trước mà chúng ta đã đim rồi. Đây là cái phi R6.5 nè, là phi 13. Ok, ta vẽ như cái như như cái hình trước ha. Rồi đây. Ta vẽ hai cung. Hai cung này, ta cho nó một cái đường tâm ha. Cho nó là một cái đường tâm. Rồi ta chọn hai cái đường tròn này và cái đường tâm này cho nó đối xứng nhau nè. Đối xứng nhau để mình đi một bên ha. Đây là 13 nè. Rồi khoảng cách hai này là sẽ là 7 70 nè. 70 và khoảng cách từ
từ đây đây cái mặt này là chính ly. À, rồi chúng ta trim. Chúng ta xem lại cái hình ha. Ta xem lại cái phần này. Ok, nó ăn từ cái mặt dưới mặt ăn lên luôn. Rồi, chúng ta sẽ trim bỏ những cái phần mà nó giao nhau. Rồi đấy, là cái biên dạng chúng ta cần adjust. Rồi những cái fillet này á. Sau khi dựng xong chúng ta fillet sau ha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ adjust lên là 43 ly. Bấm phím S thoát khỏi sketch nè. Rồi, adjust lên. Ở đây nó nhớ chú ý cái hướng nè. Mình cho nó ngược hướng lại nè. Lên là 43. Hoặc là chúng ta có thể offset từ cái sketch đó. Mình offset lên 3 ly nè. Offset lên 3 ly. Rồi, kéo lên là 40 cũng được. 40. Đấy. Là nó như thế này. Rồi, sau khi mà chúng ta adjust được cái khối này xong, chúng ta sẽ fillet nó nè. Ở đây, fillet ở đây là R2. Còn những cái còn lại là R5 hết nè. Ở đây nó không ghi, nhưng mà ở trên nó có ghi ha. À, đây nó ghi ở cái cung này thôi nè. Này là R5 nè, R5 nè. Ok. Thì mình sẽ fillet nó thôi. Một cái là ở đây là R2 đúng không? R2. List, ok. Rồi, tiếp theo. Những cái cung còn lại đều là R5 hết. Rồi, list, ok. Rồi, ta tiến hành cái bước tiếp theo. Rồi, cái bước tiếp theo chúng ta sẽ khoét hai cái bậc 2 ly và bậc 6 ly này với cái đường kính là R4, cái bán kính là R47 và R44.5 này. Ở cái mặt đây, ở cái mặt bên đây ha. Ta chọn cái mặt bên đây, ta tạo cái sketch này. Rồi, ta trải ra. Rồi, ta có hai cái đường kính như sau. Một cái là 44.5 nè, nhân 2 nè ha. Ok, một cái là 47 nhân 2. 47 nhân 2. Ok, rồi, thoát khỏi sketch nè. Ta extrude một cái là 2 ly, cái 2 ly là cái đường kính to. Đây, đường kính to là ăn sâu vào là 2 ly. Rồi tiếp tục mở cái sketch đó lên, hiện cái sketch đó lên. Bấm phím S, chọn extrude tiếp, cái đường kính nhỏ trong là 6 ly. 6 ly, ok. Rồi, ta ẩn đi cái sketch này. Rồi, tiếp theo là tới cái bước nào. Đây, tới cái bậc này. Đấy, ta vẽ tới cái khối revolve ở trong này. Thì khối revolve này, cái đầu này nó hướng về cái phía hai cái bậc này ha. Ok, chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng giữa này, cái mặt right này ha, tạo sketch này. Rồi, ta chọn cái này để cắt ra. Xem nó đang cắt theo cái hướng nào à. Hướng này. Rồi, ok. Rồi, ta trải ra. Rồi, ta xoay nó về đúng cái vị trí này. Để mà chúng ta vẽ cho nó đơn giản ha. Rồi, đây. Ta sử dụng một cái đường tâm. Rồi, đầu tiên là cái nét này. Nó trùng với lại cái thành này. Mà cái thành này là R40. Thì cái thành này R40 á, các bạn thoát ra các bạn đo thử coi cái lúc nãy mà bạn extrude. Đây, cái cung này nó là R40 luôn ha. Đấy, cái khối mà extrude mình đã copy bên kia qua nó cũng là R40. Ok. Rồi, lấy lại cái mặt right này, tạo sketch này. Xóa cái sketch này đi ha. Yes. Sketch này chúng ta đã tạo rồi nè. Ta nhấp đôi vào là sẽ chỉnh sửa. Thì từ cái cạnh này luôn, ta lấy từ cái cạnh này. Ok, từ cạnh này ta kẻ nó đụng với lại cái đường tâm nè. Ta vẽ một bên để mà ta revolve ha. Thì cái khoảng cách từ cái cạnh này cho tới cái mặt đầu này là 19 ly. Ok. 19 ly. Rồi, khi mà chúng ta thể hiện cái mặt cắt như này á, thì chúng ta sẽ không bắt được cái đường tam 40 này, cái biên dạng R40 này. Thì chúng ta tắt cái này đi. Rồi, ta hiện lên cái nét khuất nè. Đó, bây giờ chúng ta mới chọn được cái đường này để cho nó đấy, nó kết nối với nhau ha. Rồi, ta hiện lại cái kiểu kia. Ok.
nó mới bắt bắt điểm với nhau được ha. Rồi tiếp theo cái cạnh này nó ăn xuống đây là bao nhiêu? Từ cái mặt này xuống đây là 21, và ta vẽ cái biên dạng này ra ha. Đây từ chỗ này qua đây kéo xuống đây nó có một bậc hai bậc, một bậc và hai bậc nè. Ok thì cái bậc này nó cách cái mặt đầu là 21 ly, 21. Rồi cái đường kính này là phi 48 và phi 34. Đây là 48 nè. Này là 34. Rồi khoảng cách từ đây, khoảng cách của hai cái bậc này là bao nhiêu? Khoảng cách hai cái bậc này đầu tiên từ cái mặt này vô cái phần này là 12. Từ cái mặt này vô đây xuống tới cái mặt đầu này là 8 ly là 20. 20 là từ khoảng cách từ đây cho tới đây là 20 nè. 20. Mà cái bậc ở giữa này nó lại không cho kích thước. Rồi cái này khi mà chúng ta tìm không ra kích thước, chúng ta sẽ suy ra ha. Ta thấy hai cái bậc này bằng nhau nè. Ở trên đây với lại cái phần trên đây nó chia ra hầu như là ở giữa nè. Thì mình cho nó là 4 ly. Này khoảng cách này là 8 thì cho nó là 4 ly. 8 ly thì cái bậc này nó sẽ là 4 ly. Đấy. Thì mình sẽ khoét luôn cái lỗ bên trong đây luôn. Đây, khoét luôn cái lỗ bên trong đây. Lỗ bên này là phi 40 nè. Và cái này là phi 28 nè. Phi 28 nè. Phi 40. Rồi, cạnh này là 8 ly nè. Ok, ở đây mình chamfer nó luôn là 1 x 45 đúng không? Bấm phím S, chọn cái lệnh là chamfer 1 x 45. Ok, rồi thoát khỏi sketch nè. Chúng ta sẽ chọn cái... À, ở đây. Rồi, ta chọn cái revolve. Revolve nè, ta chọn cái cạnh này. Đấy, list, ok. Rồi, chúng ta đã ra được cái biên dạng này. À, lúc nãy chúng ta quên cái fillet nè. Chúng ta sẽ fillet luôn trong cái hình nè. Đây là tất cả đều là R2. R2 thì mình sẽ chọn khối revolve này, mình edit sketch nó nè. Bấm phím S, chọn cái fillet 2 ly. Vị trí này nè, vị trí này. 1, 2 và 3. 3, list, ok. Đấy, fillet luôn. Chúng ta khỏi phải fillet bằng một cái lệnh khác. Rồi, sau khi xong, chúng ta thấy ở đây nó fillet R2 ở đây nữa. Ok. Đấy là xong, xong cái biên dạng này. Rồi tiếp theo, tới cái bước tiếp theo. Khi mà có cái biên dạng này rồi, chúng ta sẽ tiến hành ta cắt. Đây, một là cắt biên dạng này. Xong rồi tới cái biên dạng 47.4 này. Đấy. Thì hai cái biên dạng này cũng giống như ở trên. À, ta sẽ xử lý cái mặt này trước ha. À, cái lúc nãy mà chúng ta dùng cái lệnh offset thì ở đây. Ta edit, nếu mà ta offset. Offset thì cũng giống như là ta chọn cái mặt trên này, ta vẽ cái sketch này, nó bị hở ở đây nè. Nên là cái khối này chúng ta sẽ không sử dụng cái lệnh offset này. Sketch plane luôn. Rồi, này là chọn là 43. This ok. Match ratio nè, là sẽ gập khối lại. Đấy, nó extrude từ cái mặt này lên, nó mới đúng ha. Ở đây hình như mình chọn thiếu cái này. Edit cái fillet này, ta chọn thêm cái vị trí này nữa ha. This ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần này. Cắt phần này. Thì cái phần này ở trên ta có cái biên dạng nó rồi. Thì chúng ta mở cái bản vẽ kia ra. Ta lấy là cái biên dạng này của nó. Edit sketch nè. Rồi phần này thì chúng ta cũng copy lại ha. Ctrl C. Ta sẽ đỡ mất thời gian để mà dựng lại. Ctrl C. Rồi ta qua bên đây. Ta cũng chọn cái mặt này. Tạo cái sketch nè. Trải ra. Rồi chúng ta Ctrl V vào. Cũng tương tự chúng ta sẽ dùng cái lệnh move. Từ cái điểm tâm này, ta di chuyển vào đây, ta xem, ta trải nó ra giống cái hình này để xem nó đúng cái vị trí chưa ha. Đây, nó phải ở cái mặt này. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là mirror. Mirror, tắt cái copy này đi. Chọn cái cạnh này, this, ok. Ta vẽ một cái đường tâm. Rồi, ta mirror một lần nữa để cho nó, cái khúc này hình như bị nhầm. Rồi, Ctrl Z ha.
Lúc nãy là cái này không cần phải mirror. Ta di chuyển nó xuống, ta mua từ cái điểm này xuống đây. Thì trước khi mà mua này, ta dựng một cái đường tâm trước đi ha. Một cái đường tâm rồi ta di chuyển nó vào. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mirror hai cái đối tượng này. Mirror run yes. Khi mà các bạn chọn cái đường tâm mà cái đường tâm á, dùng cái lệnh mirror á, là nó sẽ tự thực hiện cái lệnh mirror luôn ha. Nên là ta đè control nè, tắt cái đường tâm này đi. Rồi mirror. Chọn cái đường tâm này. This. Ok. Đấy là nó sẽ đúng theo cái hướng của cái hình này. Sau khi mà đúng hướng rồi thì khỏi phải cần đo ha. Fit lại thôi. Ok. Rồi, ở cái bước này chúng ta xem chúng ta sẽ cắt như thế nào nó phù hợp với cái hình này. Đầu tiên chúng ta thấy ở đây nó sẽ cắt khác nè. Khác ở phần này nè. Nó cắt theo cái biên dạng cong nè. Rồi cái cung tròn này nó cắt, nó vẫn giữ được cái đây trên đây các bạn so sánh nè. Ở trên đây nó cắt mà nó sẽ có một cái bậc ở đây. Nó có cái bậc ở đây. Mà ở đây nó cắt nó không có cái bậc. Đấy, nó cắt lại không có cái bậc này. Rồi, ok. Thì mình cũng chia ra làm hai bước cắt. Đầu tiên mình cắt cái cung tròn này trước nè. À, ok. Thì mình sẽ extend cái đường này ra. Đấy, extend cho nó lại. Này, mình cho nó fit lại này. Rồi, bấm. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cắt. Nếu mà ở cái cung này, chúng ta cũng làm như cái bài trước. Ta lấy cái biên dạng này. Ta kẻ một cái đường thẳng ngang đây. Khi mà add vào á, thì nó sẽ có cái mặt này ha. Thì nó sẽ có thêm cái mặt phẳng này. Thì bây giờ, nhưng mà ở dưới đây, khi mà nó cắt vào đây luôn, nó còn giữ lại cái biên dạng cái cung này. Thì suy ra nó cắt tới cái cung này. Nó cắt tới cái mặt phẳng này. Thì chúng ta sẽ cắt như sau. Bấm phím S, chọn thoát khỏi sketch nè. Chọn cái add kích nè. Rồi ta chọn cái biên dạng cung tròn này. Ta sẽ chọn nó là up to surface. Cho nó vô tới cái cùng này. List ok. Rồi chúng ta sẽ trải ra xem nó có đúng chưa. Đấy, khi mà cắt vào nó vẫn giữ cái biên dạng cung tròn này. Đó, ok. Ok ha. Rồi ta hiện lại cái sketch kia. Hiện lại sketch nè. Rồi ở đây chúng ta cũng tạo một cái sketch rồi. Chúng ta convert cái cung này lại. Ok ha. Rồi bây giờ khi mà convert xong, thoát khỏi sketch nè, tản cái sketch kia đi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái cung này vào, nhưng mà nó cắt đây một cái, nó không cắt vào cái bề mặt cung này, mà nó cắt lên đây một cái đoạn là R45, nhưng mà ở đây là nó ghi tào lao nè ha. Ở đây là R40, mà ở ngoài đây là R45, thì khoảng cách hai này là 2.5 ly. Mà thực ra thì cái này nó chỉ tầm là 1 hoặc là 2 ly. So với cái bản vẽ này các bạn nhìn thấy 1 ly là nó cái khoảng cách nó như thế này. Mà ở đây 2.5 thì như thế này là nó quá vô lý. Thì các bạn ở đây cái R này nó đã ghi sai. Nên các bạn phải tự động suy ra được cái kích thước này là tầm 1.5 ha. Đây 1.5. Thì tới cái bước này chúng ta sẽ offset cái mặt này ra nè. Ta chọn cái lệnh là surface nè. Ta offset cái lệnh offset surface ra là 1.5 nè ha. Đấy, sẽ xuất 1.5. This, ok. Đấy, 1.5. Rồi, phím S, chọn truth cut nè. Chọn cái biên dạng này. Ta sẽ chọn nó là up to surface. This, ok. Rồi, khi mà nó cắt tới đây rồi, chúng ta ẩn đi cái surface này. Ẩn đi surface này. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lần nữa. Ở đây nó có cái R đây. Thì R đây là tầm là R2 luôn ha. Ta sẽ fillet nó luôn. Rồi. Fillet cái cung này là R2. Ok. Rồi, ta trải ra xem. Đấy, nó đã ok. Ha. Rồi, xong cái phần này. Tới cái ta cắt theo cái khối này luôn. Thì khối này ta cắt cũng tương tự như trên. Ta cũng vẽ ra để cắt. Cái này không cần phải copy ha. Hai cái đường khá đơn giản. Thì chúng ta chọn cái mặt phẳng này. Tạo sketch nè. Rồi, ta vẽ hai cái đường nó bắt ngang đây. Rồi, từ hai tâm này. Rồi, từ đây ta vẽ một cái đường tiếp tiến với cung này. Cắt tại đây. À, nó nối từ đây qua luôn. Cái này nó cũng tiếp tiến. Ok, cho nó một cái đường. Cho nó một cái đường tâm. Rồi, cho hai này nó đối xứng với nhau qua đường tâm này.
Rồi, thằng hứa này với lại thằng này thì cho nó tiếp tiến à. Ok. Rồi, nó đã tiếp tiến rồi. Sau khi tiếp tiến thì ta đem cái thước này là 47.4 nè. 47.4. Đấy, xong rồi thì chúng ta rồi, thoát khỏi sketch, chúng ta cắt cắt xuống là 6 ly nè. À. Cái trước kích nè, xuống là 6 ly. Ok. Rồi, khi mà cắt xuống rồi thì chúng ta fillet giống như cái khối ở trên. Khối ở trên thì hôm trước mình fillet là tầm 527 gì đó. Nên mình cho nó 6 đi ha. Khi mà vẽ các bạn vẽ chung một lần thì các bạn sẽ nhớ kích thước hơn. Nên mình cho nó 6 ly. Đấy. Là ok phần này. Rồi, sau khi mà xong cái phần này rồi, chúng ta tiếp theo là tới cái phần đây, ta tới cái phần mà nó khoét cái khối này ở đây. Sao biết nó khoét ha? Khi mà chúng ta nhìn cái mặt cắt nè. Mặt cắt này thì chúng ta thấy cái bậc 2 và cái bậc 6 này nó bị đứt quãng ở đây. Thì suy ra là cái này nó cắt xuống tới cái bước này nè, tới cái mức này nè. Thì suy ra một cái nữa là nó sẽ không cắt tới cái mặt phẳng này, không cắt tới cái mặt phẳng ở đây, nên là nó còn giữ lại cái cung này. Nhưng mà cái cung này thì nó ăn sâu vào một miếng, thì suy ra một cái nữa là cái R2 này nó sẽ ăn xuống R2 này một xíu. Nó ăn xuống cái R2 này. Đó, kéo lên đây là ăn xuống đây tầm một xíu à, cho nó ăn xuống là 1 ly luôn. Rồi, nhưng mà khi mà chúng ta cắt như thế này thì cái biên dạng ở ngoài nó sẽ bị hở. Thì ở đây, ở bên ngoài đây nó có một cái đường nữa. Và cái đường này khi mà các bạn nhìn xuống đây, các bạn thấy nó ở biên dạng ngoài đây nó extrude lên tới cái mức này. Và cái mức này các bạn suy ra nó nằm ngang cái mức này. Đây, nó nằm ngang cái mặt này là 19 ly, thì mình sẽ vẽ cái biên dạng này, mình cho extrude lên 19 ly trước. Rồi, chọn cái mặt này, tạo sketch nè. Rồi đây chúng ta sẽ vẽ một cái đường tâm nằm ngang đây. Rồi cái đường này, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cho nó theo cái hình trước. Rồi đây chúng ta đem như thế nào? Đây chúng ta thấy ở cái hình chiếu bên đây nó đo là 14 độ, thì suy ra cái cạnh này nó cũng tương tự ha. Đấy, nó hai cái nó có liên quan với nhau. 14 độ. Ok. Rồi ngoài cái đó ra mình không thể suy ra được thêm cái bước nào nữa. Thì đây mình sẽ đoán ra cái đoạn này. Từ cái điểm này cho tới cái tâm này các bạn suy ra cho mình là tầm 5 ly. À, nó tầm 5 ly. 5 ly thì nó sẽ fit lại. Ok. Sau khi có cái điểm này rồi, chúng ta sẽ convert. Chọn cái lệnh convert nè. Ta convert cái mặt phẳng này lại nè. List ok. Rồi ta trim đi những cái phần thừa. Thêm trim đi những cái phần không lấy nha. Thì bên đây mình sẽ bôi đen cái phần này. Delete đi. Rồi, ta lấy cái phần này. Rồi, thoát khỏi sketch nè. Extrude lên. Thì đây, chúng ta sẽ extrude cái mặt này lên là lên tới cái lên cho nó bằng cái mặt này, thì khỏi cần phải đổi thước luôn. Up to surface nè. Up lên tới cái mặt này. That's ok. Đấy. Rồi, cái phần này xem như xong. Tiếp theo tới cái phần trong đây. Tới cái phần trong đây chúng ta trải ngược lại nè. Trải ngược lại thì nó sẽ cắt ở bên đây. Ha, các bạn chú ý nè. À, nó cắt ở bên đây. Rồi, ta trải ra luôn. Ta chọn cái mặt phẳng này. Tạo sketch luôn. Rồi ok, ở đây thì chúng ta sẽ hiện lại cái nét khúc nè. Ta convert lại cạnh này luôn. Convert lại cạnh này. Ta vẽ một cái đường tâm tới đây. Cái đường này cho nó là cái đường tâm luôn. Thì để nó extrude mà nó không bị cắt mất cái cạnh này á. Ở đây chúng ta sẽ offset nó vào bao nhiêu ly. Thì ở đây chúng ta thấy đây là R62. Ở ngoài đây là R128 nè. Ha. Thì các bạn 62 này là nhân đôi là 124. 24 là 128, thì cái đoạn này là 282 ly. Thì cái này mình sẽ offset nó vào 2 ly. Đây, offset nó vào là 2 ly nè. 2 ly, ok. Rồi, ta ấn đi. Hiện là cái khối này cho nó dễ nhìn ha. Rồi, sau khi offset vào, ta offset luôn cái cạnh này vào đây là 2 ly. Bọn ta vẽ cái cung gì cũng được ha. Đây, ta vẽ cung này cũng được, offset cũng được, không sao. Ở đây ta offset là 43 nè. Offset 43 cái đoạn này. Đó, thoát lại nha. Offset cái đoạn này ra đây là 43 nè. Ok. Rồi ta trim đi. Cái này là R62. 62, ok. Đó đây chúng ta sẽ fillet. Cái cùng này là nó là R3 ha. Rồi cái bước này mà để cho nó có cái cung này để mà extrude theo nó. À, thì có thể là cái bước này mình sẽ làm sau, mình sẽ vẽ trước hai bước này cũng được. À, ok. Hoặc là mình vẽ nó trước luôn. Rồi. Ok.
mình cho nó ăn sâu vô luôn cũng được. Rồi mình sẽ kéo, mình sẽ cho những cái thằng này nó vào tới cái cung này nè. Ta lấy lại cung này ha. Rồi ta extend nó tới cung này. Ok, ta trim đi, trim đi. Rồi ở đây ta fillet R3 hết. R3 nè. This ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt nè. Bấm extrude. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt, nó không cắt xuống tới cái mặt này mà nó cắt là ở giữa cái, nó ở tầm cái mức này mà cái R2 của mình là đây, mình cho nó cắt xuống tới đây luôn. Cắt cái đáy là 1 ly đúng không? Thì mình sẽ chọn cái là offset from surface. Cắt cái mặt này là tầm 1 ly. Yes ok. Rồi khi mà chúng ta trải ra, chúng ta sẽ thấy nó ăn vào đây một miếng này ha. Ok, vậy là đã đúng. Rồi cái bước này xem như là đã xong. Mình sẽ qua cái bước tiếp theo là vẽ cái khối này. Thì khối này nó ăn xuống tới cái mép này luôn và nó fillet. Fillet ha. Thì cái khối này nó là R bao nhiêu? À, ở đây nó không cho kích thước nè, không cho kích thước thì mình xem ở trên đây. Mình xem những cái hàng ở trên đây xem nó bằng kích thước của thằng nào. Đây nếu mà mình lấy nó bằng R5, so sánh nó với R5 ha. Thì R5 ở đây cái cung này nó sắp xỉ bằng cung này, mình cho nó bằng R5 luôn được. Cái đây là M5. Ở đây chúng ta thấy cái lỗ khoan ở trong đây, hai cái này nó khác nhau nè. M5 kích thước như này, mà trong này nhỏ hơn thì suy ra nó trong đây là tầm M4 hoặc M3 đó, mình sẽ cho nó M4. Hai cái lỗ này bằng nhau. Nó không cho kích thước thì mình phải đoán ra ha. Rồi, bằng nhau. Là cho nó là M4, xíu nữa mình sẽ khoan sau. Rồi kích thước này chúng ta thấy đây là R3. R3 thì nó tầm tới đây. Nó là tầm R6 ha. Đây, nó tầm R6. Rồi, R3 tầm nó từ đây vô đây. Tầm R6, R5 gì đó, mình cho nó là R6 luôn. Ok, mình sẽ chọn cái mặt phẳng này nè. Mặt phẳng này. Tạo sketch nè. Rồi, cái tâm này thì nó có kích thước như sau. Cách đây là 32.2 và đây là 23.6. Đây. 32.2. Rồi, đúng không? 32.3. Rồi. Cắt cái. Bên này là 23.6. 23.6. Ok. Rồi cái này mình cho nó là 6 là 10 phi 12. Phi 12 ok. Rồi mình convert là cái đường này nè. Mình chọn cái lệnh convert ha. Convert, chọn convert là cái đường này. Yes ok. Rồi bên đây thì mình convert cái biên dạng này, convert cái cạnh này. Rồi chúng ta sẽ trim bỏ những cái phần này. Ok. Rồi ở đây chúng ta fillet lại R3 ha. Fillet R3 đây. Ok. Ta sẽ extend cái đường này, ta giữ lại cái cung này để mà ta cạnh này cho nó fit nè. Nó còn fit là cái đường này. Rồi ta trim ở bên đây, ta giữ lại cạnh trong đây để mà ta extrude ha. Rồi bên đây ta cũng cắt cái biên dạng này. Đấy, ta chờ lại đúng biên dạng này để chúng ta extrude. Rồi bây giờ chúng ta sẽ extrude nó xuống là đây, ta xem lại ha. Biên dạng nó đây. Nếu mà chúng ta làm như cái bước này thì khi mà chúng ta extrude như thế này á, đây chúng ta sẽ làm lại ha. Thôi khỏi sketch nè. Khi mà chúng ta extrude cái khối này cho nó offset room surface. Rồi khi chúng ta làm như thế này thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái cạnh. Ở đây nó xuất hiện một cái cạnh như thế này. Đó. Là do mình đã cắt cái này trước nè. Nên là các bạn nên vẽ trước cái cung này. Vẽ trước cái khối này trước xong rồi chúng ta hãy cắt cái này. Ha. Rồi ở đây nếu mà lỡ rồi, khi mà chúng ta đã lỡ vẽ như này rồi thì cũng không sao, mình sẽ fit lại cái đường này bằng cách nào. Khi
Thì ở đây cái bước này chúng ta mà đã lỡ vẽ rồi, để mà chỉnh sửa nó nhanh thì các bạn chỉ cần điền cho nó mắc cái đường này là thôi ha. Ta convert lại cái đường này. Convert lại đường này nè. Đường này, this ok. Rồi. Extend cái cạnh này. Rồi chúng ta trim những cái phần bên đây, đấy, thoát khỏi và extrude cái này lên tới cái mặt phẳng này. Rồi, đó, như vậy mà đúng ha. Đấy, như vậy mà đúng. Thì suy ra là các bạn chú ý cái phần này. Các bạn nên dựng cái khối này trước rồi dựng cái này để nó không bị mất thêm một cái lệnh vẽ cái khối này. Rồi, ở đây tiếp theo. À, ở trong một cái bước này, chúng ta vẽ luôn cái khối này ha. À, ta edit sketch cái này. Rồi đây, chúng ta vẽ luôn cái phần ở dưới đây. Rồi cái phần dưới đây chúng ta có cái kích thước là R2.5, hai bên R2.5 này, nó cách đây là 6.22. Nó nằm ở biên nhận trong đây đúng không? Rồi đây. Bên đây thì nó cũng nằm ở tầm đây. Cho hai cái thước này nó bằng nhau là 5 ly. Rồi nó cách đây là 6.22. 6.22 ha. Rồi nó cắt lên, cái tâm lên là 39.78. 39.78 nè. Rồi cái này nó cắt đây là 8.78. Ok. Rồi đây, chúng ta sẽ đưa điền cái cung này trước nè, R14.4 ha. À, đây, ta vẽ một cung, ta cho hai hứa này nó tiếp xúc với nhau. Tiếp xúc với nhau. Rồi, cái cung này ta trim cái đoạn này đi. 14.4. Rồi cái 14.4 này nó lại cái 6.22 này là nó tính từ cái hàng tâm 14.4 này. Cái này nãy mình điêm nhầm nè. Rồi mình xóa cái hàng 6.22 này đi. Mình điêm cái hàng 14.4 này trước, nó là 2.05. Rồi từ cái hàng 2.05 này chúng ta điêm qua đây là 6.22 nè. 6.22. Ok. Thì nó đã fit cho dù mình chưa điêm cái kích thước là 38.5. Thì đây nó sẽ cho thừa kích thước ha. Cho thừa kích thước. Ờ, các bạn cũng không cần quan tâm. Đấy, để mà đúng cái biên dạng đó các bạn cũng không cần quan tâm nó. Khi mà chúng ta điêm đúng cái kích thước đó mà nó ra. Nè, ta lấy lại cái biên dạng này. Yes, ok. Rồi ta trim đi. Trim vào những phần không cần thiết. Rồi. Đây là 38.5. Thì để mà các bạn muốn theo kích thước 38.5 hay là 39.78 thì đây nếu mà theo mình thì mình nên theo cái kích thước là số chẵn, cái số đẹp. Còn đây là số lẻ rồi thì mình sẽ 39.78 này mình xóa đi, mình theo cái hàng này. Cung này à. Đây là 38.5 ha. Ok. Rồi sau khi cái đoạn này chúng ta sẽ cắt hai bên đây. Rồi, ta chờ là cái đoạn giữa này. Rồi, khi nó có cái biên dạng này rồi, chúng ta sẽ extrude nó xong rồi chúng ta fillet nó ha. Extrude. Bấm phím S, thoát khỏi sketch nè. Để xem nó lỗi ở phần nào ha. À, cái đoạn này nó sẽ bị mất. Mất ở trên này. À, do cái lúc nãy mình convert á, thì ở trên đây nó sẽ dư đầu cạnh nè. Nó bị lỗi cái khối này, nó không có trước được nè. Rồi, mình thoát lại ha. Đấy, bây giờ nó có rồi, thì mình sửa lại cái cạnh này ha. Edit sketch nè. Cạnh này với lại cái cung này cho nó bằng nhau. Cùng tâm và bằng nhau luôn ha, bằng luôn. Đấy, nó bị lỗi do là cái lúc mà chúng ta convert cái đường này nó sẽ tạo ra hai đường nó chồng lên nhau ha. Rồi sau bước này chúng ta sẽ fillet cái cạnh này một ly. Ok. Rồi tới bước này thì hầu như là đã xong. Phần còn lại là chúng ta sẽ khoan lỗ ở đây.
cái R1 là cho bên đây nè, R1 ở đây là cho bên đây nè. Ok. Rồi bây giờ chúng ta khoan lỗ nữa là xong. Thì khoan lỗ ở đây. Khoan hai lỗ ở trước này, hai lỗ này là M5. M5 sâu 30 nè. Thế này nó cái ý nghĩa của này là sao M5 nè. Nhân cho 0.8 sâu 20 và phi 5 sâu 30. Thế đây ở trước đây là cái ren, nó là cái bước ren nó 0.8 là sâu, chiều sâu ren là 20. Và khoan, khoan sâu xuống đây là 30, thì khoan mà để M5 mà nó khoan 5 ly thì đây nó có thể là nó để sai nè ha. Tương tự như bên đây M5 nè. Đây là nó khoan cái lỗ là phi là 4.2 sau 17 ly và ren là 15. Ok này, nó cho barabara nên là nó cho lộn xộn nên là mình sẽ vẽ theo một cái ở đây. Này là ba lỗ là 1 2 3. Ba lỗ này giống nhau. Rồi hai cái lỗ này là nó có cái lỗ bật. Lỗ bật là 8 sau 3 ly. Và cái phi cái M5 10 17. Này 15 20. Này 15 17 à, khác nhau hết. Rồi ok, mình sẽ làm ba lỗ này trước. Thì ba lỗ này là chọn cái lệnh là Hornwinza nè. Hornwinza chọn cái ren. Chọn cái lệnh tạo ren. Chọn cái kiểu ISO nè. M5. Ta cho theo thằng này trước nè. Cái này là phi 4.92. Phi 4.92 nó cũng tào lao ha. Cái lỗ khoan cái lỗ 4.92 mà M5. À, mình sẽ theo một hàng thôi, đó là 4.2. Rồi 4.2. Đây là cái góc của mũi khoan ha, 120. Rồi ở đây, chiều sâu cái này là chiều sâu ren nè. Chiều sâu ren là mình sẽ chọn này trước là 15. Ở đâu? Chiều sâu ren dưới đây. Đây là chiều sâu của lỗ khoan là 20. Ha. 20 nè, dưới đây là 15. Ok, rồi bấm qua cái position nè. Chọn cái body sketch. Rồi đây, chúng ta sẽ tạo ba cái lỗ này trước, ba lỗ ren này trước. 1 nè. 2 3 this ok. Rồi, tới ba cái lỗ tiếp theo là có cái lỗ bật ở đây. Thì đây mình sẽ tạo lỗ bật trước, sau đó mình sẽ khoan ha. Tạo lỗ bật trước rồi mình khoan. Lỗ bật là 8 sau 3. Tạo sketch nè. Rồi cho nó bằng nhau, đều là 8 ly hết. Rồi bấm phím S. Extrude nó, extrude kết xuống là 3 ly. 3 ly, ok. Rồi hai cái bậc này, ba cái lỗ này nó khác nhau hết. 20, rồi mình khoan lỗ bên đây trước đi. Đây là sau 20, 30. Rồi cũng chọn cái lệnh Hornwinza này ha. Đây, cũng là cái phi này mình giữ nguyên cái 4.2 đi. 4.2. Chiều sâu nó là 30 nè. Rồi. Đây, chiều sâu nó 30. Ren là 20. Ok, position. Body sketch. This ok. Một lỗ. Rồi cái lỗ bên đây là sâu 17. Ren là 15. Sâu 17, ren 15. 17 nè. 15 nè. Nhớ là chọn dưới cái bậc nè. Ta ra trúng cái đường ở dưới để không nó bắt cái mặt ở trên ha. À, hai cái lỗ này khác nhau. Hai cái lỗ này độ sâu 10, này là bên đây là 15, bên đây là cái ren nó có 10 ly thôi. À, các bạn chú ý cái này, sửa lại cái này mình ha. Rồi, thì sẵn này nó cũng quan cái thước mình để luôn, không phải sửa. Rồi sau khi khoan lỗ xong thì tới bên đây, mình khoan bên đây. Bên đây thì cái lỗ khoan này nó không cho biết cái chiều sâu, mình sẽ cho nó bằng ở bên đây. Mà bên đây nó cũng không cho luôn. Thì mình sẽ đoán ha. Từ đây xuống đây là 21 mà cái đoạn này nó đã là 8 ly. 8 ly. Thì cái đoạn này nó tầm này 6. 6 ly, tầm 6 ly. À, 6 x 8 là tầm 14. 14 mà trừ đi 21 ha. 14 trừ đi 21 là cái đoạn này là tầm 7 à. Đâu? 14. 8 với lại đoạn này 6 ly không? Cái này là 2, cái này là 6 ly thôi, 6 với lại 6 là 12. 12 thì cái này tầm 9 ly, từ cái bậc này xuống đây là tầm 9 ly.
cho nó khoan tầm 9 ly thôi ha. Rồi cái range này mình không biết nè. Không biết thì cho nó tầm 10, chiều sâu là 10, khoan là tầm 8. Range 8 thì mình sẽ chọn như sau. Rồi tới cái bước này thì gần cái là cái bài cuối rồi, các bạn cũng không phải mà suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần khoan nó, này là mình cho nó 14 hay nhỏ 15 nè. Khoan cho nó đúng với lại hình dạng của cái đề bài thôi ha. Rồi, này giữ nguyên. Chiều sâu cho nó là 12 đi. Và range là 8. Ok. Rồi, bước này qua đây. À. Ở đây chúng ta chưa có định vị được cái lỗ này. À. Ta sửa cái sketch này. Sửa cái sketch này. Chúng ta định vị cho nó ha. Thì cái lỗ này nó nằm ở vị trí này. Nằm ở vị trí này mình sẽ tạo một cái point. À, vị trí này xem hình như là nó nằm trên cái trục này luôn. Rồi cho nó nằm trên trục luôn. Chấm một điểm ở đây và chiều cao nó là nó không nằm ở trong đây. Rồi cho nó xấp xỉ. Nó không nằm ở trên cái đường này. Nó không nằm trên cái đường này. Vậy thì mình dim luôn. Đè nút shift nè, dim ở đây cho nó tầm nó cách cái đường này tầm 1 ly à, cho nó 1 ly luôn. 1 ly. Rồi. Rồi mình hiện lại sketch của cái hàng này. Đấy, rồi mình hiện lại, mình chọn là cái lệnh Hone Wizard ha. M4 sau 12 8 ok. Position body sketch. Đầu tiên cái lỗ đầu tiên là ở đây. Lỗ thứ hai là ở đây, this ok. Rồi tản đi cái sketch này. Đấy. Rồi chúng ta xem còn ở chỗ nào mà cần phải fillet nữa hay không. À đây. Ngoài đây. Đây, nếu mà nhìn theo hướng này là nó fillet cái cạnh này là 2 ly. Fillet 2 ly, ok. Rồi ha. Đấy là đã xong. Xong cái bài này. Đây, mình chiếu ra tất cả các cạnh xem nó có giống nhau chưa. À, còn hai cái lỗ này là mình nhầm. Quên, thiếu hai lỗ này ha. Thì hai lỗ này ở trên nó cũng có rồi. Các bạn có thể copy. Cái lúc mà copy, mình quên copy hai cái lỗ này. Thì hai cái lỗ này nó cách xuống đây là 25 nè. Này là 6. 6 à. Sau là 20 đúng không? Sau là 20. À, cách cái mặt này là 25. Và khoảng cách này là 54. Rồi, vẽ nhanh vô luôn. Mình sẽ vẽ nhanh nó vào luôn ha. Đây, nó nằm cái hướng này. Tạo cái sketch ở đây. À, chú ý hai cái bước cuối cùng các bạn nhớ là phải kiểm tra là cái bài của mình. Để không mà làm đúng hết ở bước cuối nó lại thiếu. Thiếu hai cái à. Thiếu hai cái lỗ này thì nó sẽ bị mất điểm à. Rồi, cho nó đối xứng với nhau. Rồi, khoảng cách này là 5, 54 nè. Như ở trên, như ở cái hình trên. Rồi, từ cái mặt này xuống đây. Từ cái mặt đáy này xuống đây là 25. Đấy, ok, rồi thoát khỏi sketch. Mình sẽ chọn cái lệnh Hone Wizard. Đây là M6. Sau là 20. M6 nè. À, chiều sâu khoan, cho nó chiều sâu khoan là 20. Rồi, range nó cho là 15 chẳng hạn. Ok, rồi position chọn hai hàng này. Rồi, thế là chúng ta đã xong. Đó. Rồi, tặng cái sketch này đi. Rồi để cho nó hiện cái range ảo thì các bạn vào cái option. Document này chọn cái detailing nè. Đây, click vào cái sau chromatic tip nè. Ok. Là nó sẽ hiện cái range ảo lên. Ok, thì bài này đã xong. Khi mà các bạn vẽ được cái bài kia thì cái bài này các bạn vẽ lại nhanh thôi. À. Đây nó có một xíu xì lần nữa thôi. Rồi chúng ta kiểm tra ở lần cuối rồi. Nộp bài chấm điểm thôi ha. À ở đây nó có fillet cái cung này. Fillet cái cạnh này cho nó là R2 luôn. Đây. 2 ly. Ok. Rồi, các bạn có thắc mắc cái gì các bạn cứ comment vào bài này ha. Thì mình có nhận một cái bài nữa của bạn. Cái bài này là bạn ấy làm ở trong một công ty ha. À, nhưng mà cái bài này bạn chụp hình. Do bản vẽ nó không có cái bản PDF. Để mà mình xem. Mình xem mình vẽ lại và mình sẽ up video lên cho các bạn xem ha. Bài cũng khá là hay. À, bài thực tế. Rồi chào các bạn ha. Chúc các bạn tốt ha.